Tối ngày 28 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết địa phương không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm tới nay là 3.971 bệnh nhân. Cũng trong ngày hôm nay 28 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội công bố 2 bệnh nhân đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt và đã được cách ly từ trước. Trong đó có một người trú tại quận Hà Đông và một ca ở huyện Thanh Trì. Tính riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 3.971 ca COVID-19. Ngoài 1.601 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.370 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. Thời gian gần đây, số ca nhiễm mới ở Hà Nội có sự đi xuống đáng kể. Số bệnh nhân phát hiện trong 7 ngày trở lại đây chỉ còn dưới 15 ca mỗi ngày, đa số đã cách ly từ trước. Cụ thể ngày 27 tháng 9 là 4 ca, ngày 26 tháng 9 0 ca, ngày 25 tháng 9 4 ca, ngày 24 tháng 9 6 ca, ngày 23 tháng 9 5 ca, ngày 22 tháng 9 6 ca và ngày 21 tháng 9 là 13 ca. Thưa quý vị, từ hôm qua ngày 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức lực lượng tháo dỡ rào chắn tại những vùng xanh, chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sắp tới. Người dân thành phố cũng bày tỏ mong đợi trước thông tin thành phố sẽ gỡ những chốt kiểm soát trong khu vực nội thành trước ngày 30 tháng 9, ghi nhận tại một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội. Công an đã tổ chức lập hơn 800 chốt kiểm soát khu vực nội thành, thường đặt ở vị trí giáp ranh giữa các phường, quận với lực lượng gồm công an, cảnh sát cơ động, bộ đội, dân phòng và tình nguyện viên canh gác. Ngoài ra, nhiều tuyến đường chính cũng bị chặn lại bằng hàng rào, vòng thép gai, ván gỗ hoặc chỉ tạm bợ bằng cách răng dây ngang đường để ngăn chặn các phương tiện lưu thông. Còn trong các khu dân cư, nhiều đường dẫn, ngõ hẻm cũng bị cô lập bằng đủ các loại hàng rào tự chế, tự quản. 4 tháng hơn rồi, đâu có được đi ra đường, đâu có đi chợ, không dám đi. Cảnh gai, đường này nọ kia, đường các thứ. Phải gỡ bỏ, để cho nhìn cho nó sẽ sạch đẹp hơn. Thế là nhất buôn bán, đi lại của mọi người và cuộc sống của ta sợ mong muốn là sự thông thoáng. Còn nếu mà như hiện nay, rác rến và những cái hậu họa sau nhiều cái, rất nhiều cái để mà xảy ra. Nghe nói còn 2-3 ngày nữa mới tháo thì nào đỡ thì lấy chứ đi lòn mệt quá. Đi phải xin mấy cái chú đó, nhiều khi chú vui cho đi, chú buồn chứ không cho đi. Người ta không biết cách chung á, con kia nó bị chạy cái đầu đến nay chưa hết. Tội nghiệp nó đó, có mười mấy tuổi rồi nó không biết chung. Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng những rào chắn xuất hiện lâu ngày trên đường phố ít nhiều gây tâm lý ức chế cho người dân và dễ phát sinh hành vi lén lút đối phó. Mọi giải pháp cần nghĩ tới đời sống tinh thần cho người dân, tìm kiếm sự hợp tác thì sẽ hiệu quả hơn. Tháo dỡ những cái chướng ngại, những cái hàng rào án ngữ về cái vấn đề về di chuyển, nó cũng tháo gỡ cái tâm lý được đè nặng đối với những người dân ở thành phố hơn 100 ngày qua. Theo ghi nhận trong buổi sáng ngày 27 tháng 9, trên một số trục đường chính, đường dẫn vào khu chung cư, ngõ hẻm, các quận trung tâm như quận 1, quận 3 và quận 5 vẫn còn nguyên rào chắn, kể cả ở vùng xanh quận 7. Ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết hiện tại vẫn chưa thực hiện việc tháo chốt. Quận có biết chủ trương nhưng phải đợi hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố bằng văn bản chính thức. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 cho người dân, nhanh chóng nhưng phải đảm bảo an toàn. Cảnh tượng người dân ùn ứ chen lấn đông đúc đã được chấn chỉnh nhờ cách sắp xếp hợp lý khung giờ và đối tượng tiêm, ghi nhận của phóng viên VTC tại các điểm tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay. Điểm tiêm chủng ở sân vận động Tao Đàn. 13 giờ 30 chiều, điểm tiêm này bắt đầu hoạt động. Nhờ không gian rộng nên điểm này đảm bảo giãn cách cho hàng trăm người chờ. Những người già trên 65 tuổi như bà Dung được ưu tiên tiêm trước. Nhờ cách sắp xếp có phiếu hẹn và theo thứ tự ưu tiên này, bà Dung và người dân không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành mũi tiêm thứ hai. Cô không có lo sợ nữa, nhưng mà mấy buổi trước thì đông lắm, cô cũng lo sợ. Nhưng mà nhìn tình hình như thế này thì cô thấy là làm việc rất là có khoa học. Cho nên cô yên tâm, cô không có sợ lây nhiễm. Mấy anh em hướng dẫn cô rất tận tình. Và nhất là những người trên 65 tuổi như cô là 66 đó, thì được ưu tiên. Còn đây là một điểm tiêm tại trường cao đẳng quận 1. Mọi người dân đến theo giới hẹn và được nhân viên y tế hướng dẫn ở từng khâu nên tránh được hiện tượng đông đúc, mất an toàn về khoảng cách và việc tiêm cho người dân diễn ra thuận lợi. Thì ở đây người dân thì được phường Bến Nghé mời theo khung giờ và đúng đối tượng. Và khi đến điểm thì được các bạn
hướng dẫn và làm thủ tục. Tuy đông nhưng mà đảm bảo giãn cách, nguyên tắc 5K để đảm bảo về khoảng cách an toàn về phòng chống dịch. Em thấy thì điểm tiêm của hôm nay thì mọi người đều, thứ nhất là mọi người hướng dẫn về cái cách hướng dẫn thì là em thấy là hướng dẫn rất chi tiết và mọi người đều tuân thủ những cái và khoảng cách về 5K. Tôi thấy tiêm xong mũi 2 này là tốt, về tình hình sức khỏe được bảo đảm an toàn. Nhờ cách sắp xếp thời gian và đối tượng hợp lý nên nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine mũi 2 nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe trước khi thành phố hướng tới trạng thái bình thường mới. Toàn bộ người nước ngoài sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng được ngành y tế địa phương phối hợp cùng Sở Ngoại vụ và Ủy ban Nhân dân các quận huyện tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây cũng là ngày kết thúc đợt tiêm chủng mũi 1 dành cho nhóm đối tượng này. Đợt này, gần 4.000 người nước ngoài đang làm việc tại các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tiêm vaccine mũi 1 AstraZeneca tại 8 điểm tiêm. Trong đó, quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu là 3 địa phương có số lượng tiêm đông nhất với 2.975 người. Tôi đến tiêm thấy rất ổn. Việc triển khai cũng theo trình tự. Mọi người xếp hàng đến lượt. Sau 3 tuần đặt lịch thì đến nay chúng tôi đã được tiêm. Hôm nay đến tiêm thì không phải chờ đợi. Trước đó, Trung tâm Y tế các quận, huyện đã phối hợp với Sở Ngoại vụ cùng tất cả các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách số người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố, đảm bảo không có bất kỳ trường hợp nào bị bỏ sót trong đợt tiêm này. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên có trình độ ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, công tác tiêm được hướng dẫn chu đáo. Ở đây chúng tôi làm 6 bàn tiêm. Chúng tôi huy động lực lượng lớn ngành y tế trên địa bàn và đặc biệt là các em có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung. Trung tâm Y tế Sơn Trà là các bạn đi học nước ngoài rất nhiều, do đó cái lợi thế của chúng tôi là như vậy. Tất cả người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng đều được tiếp cận với vaccine phòng COVID-19. Đây là một phần trong kế hoạch để thành phố đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào thời gian tới. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sắp nói chuyện hay. Thành công của trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.